Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Một trong những ngày khá là quan trọng của sự kiện Đoạn Thiếu Ân Giả đó chính là nằm vào ngày 3 và ngày 4. Thì vẫn như thường lệ thôi, ngày 3 thì chúng ta chỉ tập trung vào đá tăng sao bảo vật là chủ yếu. Còn ngày 4 chúng ta mới là cái ngày để chúng ta ôn in đá tăng sao bảo vật, đúng không? Mình cũng có tích một chút, nhưng mà cũng lâu lâu cũng chả nhớ là nó nằm những cái gói nào. Đi check xem chúng nó ở đâu thôi. Thư thư là phải đầu tiên. Công thành lập địa. Ok, nhặt thôi, nhặt cho nó đỡ chật thư. Đây mình cũng tích được khá là nhiều cái điểm của công thành lực địa ở kia là loạn thế vương giả chứ, thì khá nhiều. Nhưng mà sự kiện này thấy cũng có vẻ mọi người đang giật top khá là căng nên cũng chưa muốn vào, chắc là để tích thêm một tuần sự kiện nữa cho nó an toàn. Ít thế ta, tiếp tế chinh chiến. Ok, đây còn có đồ bảo vật tiếp tế này. Quả tiếp tế này thì nó toàn là bảo vật thôi đúng không? Toàn là bảo vật thôi. Nên là chắc là để ngày mai. Mai nhặt sau. Mai còn một lần thư nữa mà. Ok. Trục lộc thiên hạ. Tí nữa mình mở cái này nhé. Ok, trong này còn một cái mảnh bảo vật đỏ, thôi mình sẽ nhặt luôn. Nhặt luôn một cái bảo vật đỏ. Ok này. Đi vào liên minh xem check có cái gì hay ho không nào. Trong này chắc toàn bạc. Biết. Toàn bạc. Nhiệm vụ thì cũng sẽ không có. Trong cái hàm chiến thì hàm chiến này còn một ngày, hàm chiến này còn một ngày thì để mai nhận cái này rồi để hai cái này nó bay vào thư sẽ đẹp hơn này, hai cái viên tinh thần nó bay vào thư sẽ đẹp hơn. Còn để cái này ở đây, cái này là 10. Ok, ngày mai thì có gì thu xếp. Căn bản tôi chỉ muốn nạp test sự kiện dưới để lấy đá thôi, lấy đá cho các sự kiện sau, với lại là còn cái dưới này từ từ xem hạng top cao không mới lấy. Okay, cái này thì mai mình sẽ nhận để cắn vào cái bảo vật. Mai nó vẫn chưa hết. Tiệm trục lộc. Đây rồi. Nhưng mà còn hơi ít điểm ấy. Đá bảo vật thì nó cũng sẽ không được ngon cho lắm. Cái này có lấy được bảo vật. Bảo vật đỏ. Bảo vật đỏ thì ngày 4 nó vẫn cần. Hơi khó. Nhưng mà nếu mà ra thì vẫn phải đổi thôi. Nếu mà ra thì vẫn phải đổi. Toàn đá tăng sao rồi. Quan trọng là cái màn quay. Cái màn quay ấy. Ui không đủ điểm luôn ạ. À. Ảo thật quá, nhìn lại không kỹ. Hết mất rồi. Thôi đi xả. Đi xả tăng bảo cát vậy. Nào. Không có gì ngon lắm. Ok, hết trong này thì cơ bản là nó toàn cam thôi à. Đây là lấy đá chủ yếu, còn các cái dương bên dưới nếu như mà xả dương bên dưới thì dương thiên hạ chắc chắn là ngày cuối, còn hai dương kia thì hơi đắn đo, chưa biết như thế nào. Ngày ba này cố rồi, có 2.000 điểm, 2.000 điểm dừng lại mốc này,
lấy cái nguyên liệu bên dưới này chả được, một là lấy 10.000 và 15.000 thì được thêm mảnh thần thú thì nó có lợi thôi, chứ còn 2.000 thì nó cũng bình thường. Ok, mình sẽ xả thêm dương dương 4 dương dưới đi. 4 dương nước. Không nhiều lắm nhưng mà thì mệnh không ra bảo vật đó là gãy à. Mình sẽ để cái dương thiên hạ cho ngày cuối cùng thôi. Cái dương này thì mình sẽ xả đi xem có ra được bảo vật đỏ nào không. Một cái này. Cái thêm mảnh luôn. Đen rồi. Không ra được. Không nổ hũ, nổ một cái á. Nào, lấy dương nhặt tiếp. Ít quá, sự kiện này chưa tích được nhiều. Nên là số lượng của nó ít. Ok. Rồi. Rồi, không ra cái gì nữa luôn. Trắng tay luôn. Ủa, cái này có hẳn kim kim luôn ạ. Tỷ lệ ra kim thấp dã man. Ôi thì đỏ rồi kìa. Trời ạ. 0,04. 0,25. Mình có nên đơm nốt cái dương bên dưới này không nhỉ? Bởi vì giờ cũng đang nào cũng all in rồi mà nó còn chưa đủ ấy. 5.000, 7.900 rồi, nền 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 địch mạnh quả lên, nó mà nổ hũ to thì phải ngon không, nổ hũ bé quá, nổ có một hũ, nổ thêm hũ nữa là thơm rồi đấy, đã hơn hẳn một lần x5 địch mạnh nổ nổ như thế. 10.000 thôi, 10.000 thôi, dừng rồi, 9.500 á, cay thế nhở, quá quá nhiều quá là lỗ. Vậy thế này biết vậy x5 bố đi còn đấy, từ thằng nào còn có mấy ve á. Ok, mẹ sợ hết cái này không đủ chứ. Hít luôn, may thế. Ok, tầm này thôi. Ngày thứ hai thì một là ăn gói 10.000 mà hai là ăn gói 15.000 lấy thêm tinh thần hồng châu rồi các sự kiện khác, nhưng mà tốt nhất là cái này nhận đi. Cái này nên nhận để mà mai mà mở, không nó kẹp vào với cái gói á, nó kẹp vào với cái gói khác thì mệt lắm, lúc như kiểu cái này mình không lấy được ấy, nó phí ấy. Lấy trước thì biểu kia nó là dương mà mai mở là đẹp. Ok rồi, có gì đợi ngày mai thôi, ô nhìn thôi, sự kiện hôm nay chắc là cũng mở hết rồi, chả còn cái nào để có nữa rồi. Bao nhiêu những cái để tích điểm mình mới xài rồi. Trời ban phước lành xong à, bây giờ mà mở thêm thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Trời ban phước lành thì nó không có cái vật phẩm liên quan sự kiện này cả. Ok. Được rồi, ngày mai thì đến đây thôi. Ngày mai sẽ có nhiều cái để ôn in hơn vào các sự kiện. Cái gì thì ngày mai tôi sẽ quay cho mọi người xem toàn bộ giá trị của ngày mai tôi mở sẽ là được bao nhiêu điểm. Ngày 1 giai đoạn 1 thì được 10.000. Ở giai đoạn 1 thì 10.000, giai đoạn 2 điểm điểm. Ủa, cái này nó không ghi điểm của từng giai đoạn một à? Giai đoạn này, giai đoạn 3 là được 10.000. Giai đoạn 1 thì tôi không nhớ tôi được mấy điểm. Giai đoạn 1 thì được 2.000, ở như là giai đoạn 1 được 2.000 hay sao? Đấy, đại khái đấy. Tổng điểm bây giờ đang là 18. Ừ, giai đoạn 2. Ok, giai đoạn 4. Ngày mai tôi sẽ đơm cái giai đoạn 4 này. Xem sẽ được hạ bao nhiêu. Sự kiện này thì không nạp để nghịch thử xem nó sẽ được hạ bao nhiêu nhé. Bye bye mọi người.
wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.